Ở Budapest, tôi chỉ biết một câu chuyện từ thời thơ ấu của mình. Một cô gái trẻ, ngày xưa, được phong làm nữ hoàng Hungary. Họ gọi cô là Sissi. Ở thành phố Hàng Gia này, tôi tin vào việc được sống giấc mơ của mọi cô gái, trở thành công chúa một đêm. Xin chào Sophie, xin chào. Hôm đó tôi sẽ cần một chiếc váy. Molly, một nhà tạo mẫu thời trang ở Budapest, sẽ giúp tôi chọn những chiếc váy mà tôi không thể nhìn thấy. Đột nhiên có cảm giác mình là một cô công chúa thực thụ. Tôi chưa từng ăn mặc thế này. Tối nay tôi sẽ được đi dự vũ hội lần đầu tiên. Trông tôi thế nào? Cô nghĩ sao? Váy này có hợp với tôi không? Hoàn hảo, vô cùng đẹp. Vũ hội này sẽ là câu chuyện cổ tích Hungary của đời tôi. Gặp lại sau nhé. Hãy mỉm cười khi mặc chiếc váy này và trở thành người phụ nữ đẹp nhất vũ hội tối nay nhé. Hãy bước cẩn thận. Cảm ơn cô, tạm biệt. Xin chào, tôi là Sophie. Pongo và tôi đã đi một chuyến đi dài. Tôi không thể nhìn thấy, vậy nên tôi sẽ khám phá thế giới xung quanh một cách thật nhất, cảm nhận nó và chạm vào nó. Nhưng chủ yếu, tôi sẽ chia sẻ những cuộc gặp gỡ của tôi với các bạn, giúp bạn khám phá thế giới theo một cách mới lạ, bằng cách nhìn nó qua đôi mắt của người khác. Trước khi vào vai một công chúa, tôi sẽ nghỉ ngơi tại một trong những hồ tắm nước nóng của thành phố. Có hơn 100 hồ ở thủ đô này, nhưng chỉ có một nơi thường xuyên được các vị vua lui tới, hồ tắm trị liệu Széchenyi. Xin chào, tôi có thể giúp gì cô? Ồ vâng, xin chào. Tôi muốn đến hồ tắm. Ồ được thôi. Tuy nhiên cô không thể mang chó theo. Ồ được rồi. Tôi để nó ở đây được không? Cảm ơn cô. Tôi rất nóng lòng được khám phá địa điểm giàu tính chất lịch sử này. Nơi này quá sức rộng lớn và có một điều mới lạ. Chúng ta có thể bơi ngoài trời. Ta đang ở khu ngoài trời của hồ tắm Széchenyi. Từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ và một tòa nhà lớn màu vàng. Có tất cả 3 bể. Và bất kể thời tiết nào, cũng rất nhiều người đến đây. Bể thứ nhất chứa đầy nước nóng. Ở giữa là nơi mọi người bơi. Trong bể nước nóng, đàn ông thường chơi cờ. Họ đến đây hầu như mỗi buổi sáng. Mọi người chơi cờ dưới nước ư? Đúng thế, họ chơi cả ngày dài. Thật lạ lùng. Chúng ta đi xem họ chứ. Ồ, tất nhiên rồi. Bạn không thường thấy những người chơi cờ dưới nước ở nhiều thành phố trên thế giới. Tôi bị lôi cuốn, đặc biệt là vì tôi chưa bao giờ chơi cờ cả. Xin chào, lại đây nào. Ồ, xin chào. Cô có chơi cờ không? Cháu không biết chơi thế nào cả. Nhưng bác đang làm gì thế? Bác có đang chơi cờ thật không đấy? Thật chứ. Tôi mong rằng Viola sẽ có thể truyền cho tôi niềm đam mê của ông với trò chơi chiến thuật này. Đó là một tục lệ lâu đời ở đây. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ nhất, người dân chơi cờ mọi lúc. Khi Đại Bác oanh tạc ở tiền tuyến, dân chúng chơi cờ và thư giãn ở đây, tại hồ Széchenyi này. Budapest là một thành phố của các hồ tắm nước nóng. Vào khoảng 6 hoặc 700 năm trước, người Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng chúng tại Budapest này. Bác đến đây mỗi ngày chứ? Chỉ một vài tuần thôi. Tôi đến đây mỗi ngày, nhưng bình thường thì chỉ khoảng 4 đến 5 lần một tuần. Kể cả trong mùa đông ư? Đặc biệt vào mùa đông, thậm chí còn thú vị hơn. Vì trời lạnh, nhưng nhiệt độ nước vẫn là 38 độ C. Chúng tôi cảm thấy dễ chịu. Nếu cảm thấy quá nóng, bạn chỉ cần lăn lộn trong tuyết và rồi trở lại hồ. kimegy a hűvös levegőre, pillanatilag bekvészi vissza, ahogy is írják. Những con cờ nhỏ này có hình dáng khác nhau. Bác có thể giải thích cho cháu chứ? Đây là quân trắng và quân đen ở hai phía khác nhau. Đây là quân mã, quân tượng và quân vua. Và phía bên kia cũng thế. Mã, vua, tượng. Còn đây là những con tốt. Đến lượt của cô. Di chuyển con này tới đây. Xuất sắc. Ở giữa. Cháu nên đi thế nào? Lên phía giữa à? Giờ là lượt của tôi. Tôi sẽ đi con mã lên phía trước. Ồ. Và ăn con tượng. Đó là cách chơi. Thật là không công bằng nhỉ. Trò chơi sẽ kết thúc khi chiếu tướng. Giờ đến lượt quân đen. Nước này được gọi là nhập thành. Khi cô đi quân vua, hai ô theo một hướng. Và quân xe ở phía trước được di chuyển đến ô mà quân vua sẽ đi qua. Nó sẽ bảo vệ quân vua. Cháu mới học được một mánh khóe nhé. Thực tế cô học được rất nhiều đấy. Cháu sẽ để bác chơi tiếp nhé. Cảm ơn bác ạ. Hẹn gặp lại lần sau. Cảm ơn cô. Lần đầu tiên cháu trao một nụ hôn lên má ở dưới nước đấy. Ở phía bên kia của Budapest có một nơi bí ẩn. Những đường hầm dưới lòng đất được chạm khắc bởi mạch nước nóng của thành phố. Vào thế kỷ thứ 13, vua Béla đã quyết định xây dựng lâu đài Buda phía trên mê cung này để ông có thể thoát khỏi kẻ thù Mông Cổ trong trường hợp cần thiết. Tôi được biết rằng tôi sẽ khám phá những điều rất thú vị về nguồn gốc của người Hungary bằng cách đến thăm mê cung rộng lớn này. Cửa đây rồi. Có mùi ẩm mốc. Chắc nơi đó ở phía trước đấy. Barbara, người trông coi, sẽ dẫn tôi đi qua những đường hầm kỳ lạ này. Xin chào. Tôi có thể giúp gì cô? Ồ vâng, tôi muốn đi thăm đường hầm. Được rồi, lối này đây. Để tôi giúp cô. Tôi sẽ cầm một chiếc đèn và cô cũng vậy nhé. Tôi nên cầm một chiếc cho Pongo không? Tôi nên giữ nó thế nào? Nó thắp sáng chưa? Chú chó cũng cần chiếc đèn đấy. Tôi nên cầm thế này à? Ồ đúng rồi. Đây là đèn dầu. Hãy rẽ trái ở đây. Chúng ta hãy cùng nhìn bản đồ để tôi có thể chỉ cho cô đường mà chúng ta sẽ đi. Đây là bản đồ. Chúng ta bắt đầu ở đây. Du khách chỉ có thể tham quan 800 mét của mê cung, nhưng thật ra nó đã dài tới khoảng 11 km. Lối ra ở chỗ này. Ồ vâng, được rồi. Tôi rất vui vì Barbara đang đi cùng với tôi, vì tôi không thoải mái lắm trong mê cung toàn những đường hầm lạnh lẽo và tối tăm này. Để tôi kể cho cô nghe một điều về lịch sử Hungary. Hãy qua bên này, về bên trái một chút. Chúng ta đang đi giữa những cái cây trong một khu rừng. Ở đây có thể thấy hai thợ săn, Huiner và Mager, đang rình một con nai. Họ đã theo dấu nó khá lâu rồi mà không đuổi kịp. Thế nên họ đã gọi hỗ trợ. Càng đi xa trại của mình, phong cảnh hiện ra càng đẹp. Giống như ở đây, khu Carpathians, nơi người Hungary vẫn sinh sống ngày nay. Vậy nên một con nai đã dẫn người Hungary tới nơi này. À, vậy nên nó cũng là một biểu tượng quan trọng của cả đất nước. Nó là một biểu tượng, một truyền thuyết lý giải nguồn gốc của chúng tôi. Một thần thoại khai phá. Tôi hiểu rồi. Mê cung này còn hơn cả một nơi trú ẩn. Nó là một dạng cỗ máy thời gian. Chúng ta đã tới căn phòng có nhiều ánh sáng nhất trong mê cung. Chúng ta đang thấy một mạch nguồn kỳ lạ chứa đầy rượu. Nó đã có từ thời Phục Hưng và đại diện cho thời đại của vua Matthias. Cô nghe thấy âm nhạc thời Phục Hưng không? Đây là rượu thật đấy. mert ő tulajdonképpen a nép választotta meg. Igen, itt is van még egy bor. És mondtam, rượu thật ư? Tényleg igazi bor. Tôi nghe thấy tiếng nhạc rồi, thật lạ thường. Đây là rượu thật, không phải là nước. Đây hiển nhiên là trốn ưa thích của du khách, phải không? Đúng vậy, các du khách rất thích nếm thử nó. Một vài người còn mang theo cốc để uống cơ đấy. Đó là lý do họ thắp sáng căn phòng để du khách có thể dễ dàng thưởng thức. Có lẽ thế. Và giờ thì cũng trở lại lối ra nào. Tôi sẽ để cô một mình, hơi chếch về bên trái, và cô sẽ phải tự mình tìm lối ra nhé. Được rồi, để thử xem tôi có thể làm được không. Truyền thống ở đây là du khách phải tự mình tìm đường ra. Tôi có thể trông cậy vào Pongo ở nhiệm vụ này. Đi nào Pongo, hãy tìm lối ra nào. Tao cần một chút không khí mát lành, vì mùi trong này không ổn lắm. Nó tối tăm, lạnh và ẩm thấp. Tao nghĩ mày sẽ rất vui mừng khi được ra khỏi đây, nên hãy làm nhiệm vụ đi. Tao nghĩ mình đi sai đường rồi. Chúng ta đang ở đâu đây? Tao không biết. Pongo đi nào. Lối ra đâu nhỉ? Đây là ngõ cụt, một cánh cửa. Tín hiệu tốt đấy. Tao biết rồi. Tao nghĩ mình không cần đèn nữa, vì nó không tối đến thế phải không? Pongo dường như biết nó đang làm gì và đã dừng lại để đợi Barbara. Ồ, con chó này. Các bạn giỏi lắm. Lối ra rồi đây. Các bạn đã tìm được. Làm tốt lắm Pongo. Cảm ơn vì trải nghiệm tuyệt vời này. Tôi sẽ rất vui lòng được quay lại, và tôi nghĩ sẽ tìm ra đường nhanh hơn. Nhanh lên nào chó con. Cô sẽ luôn được chào đón ở đây. Cảm ơn cô. Đã đến lúc tôi phải rời đi nếu không muốn bị trễ buổi tiệc vì bất cứ lý do nào. Trước khi đi, tôi muốn thăm thú thành phố tráng lệ này. Khi tôi đang dạo bước xuống một trong rất nhiều ngõ hẻm của thành phố này, đột nhiên tôi nghe thấy một giai điệu từ xa xưa. Điều gì thế nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng nhạc từ trên cao. Tôi muốn đến gần hơn nữa. Có thể sẽ có một bất ngờ để khám phá. Tôi nghĩ là ở đây. Sang bên phải nào chó con. Chúng ta đang đến gần rồi. Pongo, cánh cửa đây rồi. La porte, Pongo. Rất tốt. Xin chào. Tôi xin lỗi vì đã tự ý vào đây. Các bạn đang làm gì thế? Có phải là đang diễn tập không? Đúng vậy, hãy qua đây. Ở trung tâm dàn nhạc giao hưởng là một nơi lý tưởng. Qua phải một chút. Cảm ơn ông. Ông đồng ý cho tôi ở lại xem buổi diễn tập chứ? Mọi người có thường luyện tập ở đây không? Chúng tôi thường diễn tập ở đây. Đây là nơi chúng tôi chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới. Cảm ơn vì đã chào đón tôi, nhưng tôi không muốn chen ngang hay làm phiền đâu. Tôi rất vui vì cô đã đến đây. Cô có muốn nghe một chút từ bản nhạc của chúng tôi không? Sao cũng được ạ. Tôi sẵn sàng với mọi thứ ông đề xuất. Xin hãy cứ luyện tập cho buổi hòa nhạc tiếp theo, và tôi chắc rằng mình sẽ thích những gì các bạn chơi đấy. Nào, hãy bắt đầu với một giai điệu hay mà tôi cho rằng ai cũng biết. Điệu nhạc Hungary số 5 của Brahms. Tôi sẽ nhờ đồng nghiệp Ander-Gash-Suki chơi bản số 5 hay số 1. Không phải bản số 5 là hay nhất. Ồ, thật tuyệt. Xin cảm ơn. Thật tuyệt vời khi được ở trung tâm một dàn nhạc giao hưởng, được bao quanh bởi violon và cello. Tôi vẫn luôn luôn yêu nhạc cụ bộ dây, quá sức tuyệt diệu. Bạn sẽ thấy như được bao bọc trong âm nhạc và nó rất kỳ thú. Cô thấy thế nào? Ồ, thật tuyệt vời. Tôi thật may mắn đến khó tin khi được ngồi với các bạn, những nghệ sĩ. Có tất cả bao nhiêu người ở đây? 100 hay bao nhiêu? Vâng, chúng tôi có khoảng gần 100 người. Nếu có thể, xin phép cho tôi giới thiệu chiếc violon của tôi. Nếu cô muốn, tôi còn có thể dạy cô. Ồ, tôi rất thích đấy. Đây là chiếc violon của tôi. Hãy để nó dưới cằm cô. Giữ lấy chiếc đàn, và tôi sẽ đưa cho cô cây vĩ. Giữ lấy, đây là tư thế đúng. Cô đúng là một nghệ sĩ bẩm sinh. Kéo xuống theo hướng này. Cô có nghe thấy âm thanh thay đổi không? Tôi luôn được bảo rằng chơi violon rất khó. Bây giờ tôi có thể chứng thực điều đó. Đúng vậy, nó rất khó. Phải cần đến 10, 15 năm để học chơi. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi biết rằng violon là đồ vật quý giá mà ông lại tin tưởng để tôi cầm nó. Tôi rất cảm kích về điều đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Thứ âm nhạc này thật là mạnh mẽ và diệu kỳ. Có một năng lượng phi thường ẩn chứa trong đó. Tôi không biết dàn nhạc của ông tên gì. Ở Pháp, chúng tôi được gọi là 100 cây vĩ cầm Zigan. 100 cây vĩ cầm Zigan. Ồ, được rồi. Mọi người đều có nguồn gốc Zigan à? Đúng vậy, chúng tôi là anh em. Sự thật là các anh đều là người Zigan. Có phải điểm khác biệt duy nhất không? Điểm khác biệt chính là các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng thường chơi với bản nhạc trước mặt họ. Nhưng chúng tôi chơi nhạc từ ký ức của mình tại buổi hòa nhạc mà không cần bản nhạc. Sau khi đã học thuộc chúng, Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại. Đến đây, tôi sẽ dẫn cô ra cửa. Cảm ơn và tạm biệt nhé. Màn đêm buông xuống trên dòng sông Danube. Tâm trí tôi vẫn đắm chìm trong âm nhạc. Tôi đang ăn mặc như một nàng công chúa. Đã đến lúc được sống trong câu chuyện cổ tích Hungary của đời mình. Vũ hội Anna, một vũ hội truyền thống được tổ chức hàng năm bên hồ Balaton. Tối nay tôi sẽ được hòa vào dàn khách tham dự đặc sắc của bữa tiệc. Và nó đây rồi, tôi đang ở vũ hội Anna, mặc một chiếc váy dạ hội, đi một đôi giày cao gần 10 cm. Có những thứ mà tôi không quen lắm. Pongo còn không biết rằng chủ của nó đã sửa soạn tươm tất. Để tham dự bữa tiệc này, tôi cần một bạn nhảy. Khoác tay tôi nào. Tối nay, bạn nhảy của tôi sẽ là Mihály, một quý ông Hungary đã quá quen với những sự kiện như thế này. Chúng ta ở đâu thế? Chúng ta đang bước vào một khu vườn tuyệt đẹp. Mọi người đều mặc đồ dạ hội, khiến bước chân của họ kêu sột soạt khi di chuyển. Tất cả các quý cô đều đeo một mặt dây chuyền làm từ sứ heren quanh cổ họ, và cô cũng thế. Chúng ta thực sự không mơ chứ? Anh có thấy hãnh diện không? Tôi không làm anh xấu hổ chứ? Theo tôi thì chúng ta rất xứng đôi. Tôi cao 1m96 nên chúng ta rất hợp nhau về vóc dáng. Sau buổi đi dạo theo nghi thức, tục lệ là từng cặp đôi sẽ nhảy một điệu vals. Giấc mơ thời thơ ấu của tôi sẽ trở thành hiện thực, dù Pongo có vẻ hơi ghen tị. Mọi người, ai đó làm ơn, giữ chú chó này giúp tôi với. Nó không muốn rời cô ấy. Nó thực sự không muốn để mình tôi trong vòng tay của Mihály. Đi nào, đi nào. Giữ nó không thì chúng tôi không nhảy được mất. Pongo sẽ phải ở bên ngoài bữa tiệc. Nào, lùi một bước về sau. 1, 2, 1. Cô làm tốt lắm. Như thể cô nhảy điệu này hàng ngày vậy. Tại sao lại gọi là vũ hội Anna? Một quý tộc Hungary đã tổ chức vũ hội này để kén chồng cho con gái ông ấy 187 năm trước. Ồ, và thực tế cô ấy đã tìm được. Anh ấy sau này đã trở thành một sĩ quan rất quan trọng, nổi tiếng khắp Hungary. Đó có phải là lý do anh tới đây hàng năm không? Để tìm vợ cho mình. Điều quan trọng là được trở thành bạn nhảy của cô. Đây quả là một vinh dự. Tôi cảm thấy vui khi ở đây, rất vui đấy. Tôi nhảy rất tệ, nhưng rất vui sướng khi được mặc chiếc váy xinh xắn này và đi giày cao gót. Đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô lần nữa. Thật tuyệt khi được gặp anh. Tôi xin lỗi vì tôi nhảy không tốt. Tôi rất hài lòng. Thật tuyệt khi được dành buổi tối này với anh. Cảm ơn nhé. Chúng ta hôn tạm biệt nào. Tạm biệt kiểu Pháp. Xin cảm ơn lần nữa. Tạm biệt. Pongo, ta cần nói với mày điều này. Chúng ta không được làm rách chiếc váy, nên dù làm gì thì cũng đừng chồm lên tao nhé. Không được. Pongo, chúng ta vừa mới tham dự bữa tiệc đầu tiên. Thật hiếm hoi cho cả tao và mày. Tao có thể thấy mày không thích, nhưng mày đã rất vui khi gặp lại tao. Tao đã có một buổi tối vui vẻ khi được nhảy điệu vals mà thậm chí tao còn không biết nhảy. Tao sẽ mặc chiếc váy này một lúc nữa trước khi rời khỏi thế giới của một nàng công chúa và khoác lên người bộ đồ thường ngày nhé. Ở đây tại Hungary, tôi sẽ giữ trong tim những kỷ niệm này. Cuộc gặp gỡ của tôi với Viola và những ván cờ dưới nước. Trải nghiệm hấp dẫn với dàn giao hưởng Zigan.